Oh, hey, Jim, you back? Yeah, I'm back. Where was he? Out. You know. No, not exactly. I don't. Well, don't worry about it too long. Just taking care of some old business a little. All right. Và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Red Dead Redemption 2 Epilogue. Mình là Hiếu Béo. Và hiện tại chúng ta vừa vắt sữa bò. Yeah. Một công việc không mấy đàn ông cho lắm. Ok, và chúng ta sẽ hướng thẳng đến nhiệm vụ chữ A. Mình nghĩ là nhiệm vụ của Abigail, aka vợ của John Marston. Let's go, motherfuckers. À, nhiệm vụ này ở nhà. À, để vào xem vợ nói gì nào. How you getting on? Anh sao rồi? Anh vẫn đang cố sinh tồn thôi. Here. Để em lấy cho anh một ít cà phê. Only thing I know how to do is... Điều duy nhất anh biết làm... You know, undertakers like me. Cattle? Not so much. That ain't true. Ain't no rancher. Anh có phải là nông dân đâu. Not raised them. Anh cưỡi ngựa chứ không phải nuôi chúng đâu. Birthed them. I was reading the newspaper. Em đang đọc báo. I was reading about a... Đọc về một cái nông trại. Thế à? Jack read it to me, but Jack đọc cho em. I thought maybe we could raise some em nghĩ là chúng ta có thể kiếm một ít tiền, sau đó là vay ngân hàng. Vay ngân hàng á? À? Anh còn đang bị treo đầu dê bán thịt chó mà. You go and show the entire world that you ain't Jimmy Milton. Every place we've been has been the same. We start doing okay and then boom. Wow. You act like the big man with the gun. Tired, John, and I guess I was dreaming a little. At least give me that. Khổ vậy. Just feels hopeless. Anh cảm thấy là hơi vô vọng. You're doing better. Milton. Ai đây? Milton, ma'am. Mr. Geddes needs you to head over. Ngài Geddes cần anh đến Strawberry để lấy một lấy hòm thư. Được rồi đại ca, em sẽ mang con em đi. Come on, Jim, if you're heading. Thằng này suốt ngày đọc nhỉ? Suốt ngày đọc sách, đọc báo. Address I ordered. I think it's in your name. What? My name. I think so. One's in your name and the other one's in mine. Only one should have come in by now. How much shopping you done? Oh yes, a real keen purchaser of goods, me. Look at me. Okay, Lancelot. We'll make a man out of you yet. Not too much of a man, mind. He's only a boy. Just gonna show him how to drive the wagon a little. We'll save the real exciting realities of adulthood for another day. Come on, get. You take care now. Of course. Wow. Vợ chồng nhà này có chút mâu thuẫn, vừa mới gọi là cãi nhau nho nhỏ thôi. Bà vợ bà ấy muốn kiếm ít tiền, sau đó vay ngân hàng để làm một cái gì đó mới mẻ. Nhưng mà ông chồng này ông cứ cương quyết là không làm. Bởi vì ông đang bị treo đầu dê bán thịt chó, đang bị truy nã nên là không thể làm cái gì cả. Bà vợ thì lại mơ mộng khổ thân bà ấy. Bây giờ mình sẽ chở thằng con đi chơi cùng mình luôn. Con muốn cầm cương ngựa không? Sợ gì, cầm đi con. Dễ mà, sợ gì. Đấy, con cứ cầm cái cương ngựa, kéo để dừng ngựa lại. Quất một cái nếu như mà muốn nó đi nhanh. Nếu mà muốn rẽ thì kéo sang một bên. Này, thử đi con. Đúng rồi. Mày mà không biết lái xe ngựa, mày không phải con bố. Hiện tại chúng ta đang hướng đến Strawberry anh em ạ. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ series này và đi cùng mình đến tận đây. Mình biết là để đến được đây thì các bạn phải rất ủng hộ mình cũng như là rất yêu thích cái series này. Mình hy vọng là các bạn sẽ cố gắng enjoy, hưởng thụ nốt tất cả những gì mà game nó mang lại cho chúng ta. Bởi mình nghĩ là game từ bây giờ đến lúc mà hết sạch game thì cũng không còn quá dài đâu. Thậm chí là khá là ngắn. Mình có linh cảm là như vậy. Ok. Đủ chưa? Chúng ta sẽ đỗ cái xe ngựa ở cái chỗ văn phòng nha.
It was foolish to forget mine, sir. Look, I got some business to attend to with the clerk. I'll leave you with the wagon. Bây giờ bố có chút việc. Bây giờ bố sẽ để lại con với cái xe nhá, nhưng mà đừng có lấy xe lái linh tinh nhá. Mình thực sự mình không muốn đến Strawberry nhiều anh em ạ. Bởi vì có một lý do rất chính đáng, đó là về Strawberry nó lác vãi cả đái. Khung hình nó tụt thảm hại luôn. Nào, lấy hòm thư cho ông chủ nào. Vui lên tí đi con. Suốt ngày bố thấy mày đọc sách khéo tự kỷ đấy con ạ. Nếu mà mày ngoan, bố sẽ để mày lái xe ngựa về nhá. Hello. Hi, I'm here. Name? Tên tôi á? Jim Milton. Tôi là Jim Milton. Jim Milton. Nope, nothing here. What? Maybe try Marston. John Marston. Ê. It's a long story. Okay. John Marston. Bây giờ lại lấy tên thật ra. Chết mẹ rồi. Nope. Nothing here for that name either. Try Abigail Roberts. Abigail Roberts. Lần này gọi cả tên vợ ra. Roberts. Có không? Yes. Here we are. And also I'm here to pick up the deliveries for Pronghorn Ranch. David Getty sent me. Pronghorn? Yes. Sign here. We have a bunch of stuff for you. Chết mẹ rồi các bạn ơi. I will help you out. Lúc nãy có ông nào có vẻ như là nghe cái tên mình quen quen. Nói John Manson phát. Here, let me help you with this, Mr. Marston. Tên tôi là Milton. Đừng gọi tôi là Manston. Fuck. What do you say, Mr. Milton? It's not important. Take care now. Give my regards to Gettys. Thank you very much, mister. Mình có một cái cảm giác không an toàn lắm các bạn ơi. Everything okay, Pa? Sure. I hope so, at least. Chết con mẹ rồi. You take the reins a little. Nào. I ain't sure. Cứ lái đi con, không sợ. You'll enjoy it if you try a little. Lúc nãy bố bảo rồi mà, con mà ngoan bố cho con lái xe ngựa về nhà. Nào, cầm đi. Chúng ta cùng đến với chương 2 của chương trình Cách làm một người bố tốt. That's what we're doing. Turns out I missed the seclusion of the ranch more than I figured for. Don't you want to go to the store or the saloon or anywhere? We're going back. Okay, boy? But I've been sitting in this wagon I don't know how long. But nothing. Keep on driving. Ôi, bố đã cho mày lái xe ngựa rồi, đừng có vòi vĩnh nữa. Đừng vòi hỏi hai bà Trưng. Mind your father, okay? I got my reasons, even if I don't care to explain them. Yes, sir. Better. Nó vẫn gọi mình là sir. Đừng có gọi bố như thế, nghe thế nó gọi là xa mặt cách lòng lắm con trai ạ. Mình hy vọng là trên đường về thì sẽ không có một biến cố gì xảy ra. Bố bảo con đi nhanh thì con đi nhanh, bảo đi chậm thì đi chậm. Thôi, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Tại sao lúc nãy ông kia ông lại nhìn mình, ông đang cuốc đất nhiên ông lại bỏ cái cuốc xuống nhỉ? Nhanh lên con, cứ nhanh lên, sợ gì? Không sợ. Cứ đi nhanh đi, bố bảo kê. Không sợ. Rồi. Chết rồi. Holy shit. Không ổn rồi anh em ơi. Rồi má. Who the fuck are you guys? Để xem thằng này nào. What's wrong, Pa? Nothing. Không có gì đâu, con cứ lái tiếp đi. Well, I don't like driving across here. Cứ đi qua đi, sợ gì con? Look where you wanna go and the horse will follow. Okay. Con cứ nhìn đi đâu là con ngựa nó sẽ đi theo hướng đó thôi. Thằng kia nó cứ theo dõi mình kìa. You'll be all right.
Cứ đi đi con. Bố nhìn cho. Thôi xong rồi. Có biến rồi. Mày ngu quá John ơi. Mày ngu lắm. Giấu thân phận mấy năm rồi. Tự nhiên bây giờ để lộ. Mình biết ngay mà. Cứ bình tĩnh đi con. Cứ đi đi, cứ đi đi. Thấy cái cây không? Khi mà chúng ta đến thì dừng xe lại. Nhảy xuống và trốn. Phải làm y hệt như bố nói. Nào nhanh. Đéo ổn rồi. Okay, son. You wait here. You don't move or say nothing. Bây giờ cứ ở đây, không được nói gì nhá. Head down. Okay, gentlemen. Let's see what you come calling about. À, ôi. What do you boys want with us? Chúng mày muốn gì? Bọn mày muốn nói chuyện á? Chuyện nói chuyện cầm súng làm đéo gì? Mày có phải John Marston không? I don't know what you're talking about. Tao chả hiểu chúng mày nói cái gì cả. Tao ở đây với con trai của tao. À. Mày giết một thằng ở Roanoke một vài tháng trước đúng không? No. Không. Chả giết ai luôn. Đó là em trai của tao. Rất xin lỗi anh bạn. Nhưng mà nó cướp tao. It's okay. You're okay. Không sao con ơi. Why? What? It's okay. It's okay. Come on. Keep them eyes closed. Let's go. Cứ nhắm mắt lại và đi. Come on, get up. Thế mới bỏ mẹ. Về thôi các bạn ơi. Hóa ra là trước đấy một vài tháng thằng này giết người. Bố không có lựa chọn nào cả. Con đã thấy rồi mà. Con trai, con phải bình tĩnh lại. Lúc nãy con rất là dũng cảm. Con đã làm đúng như những gì mà ta nói. Ừ, đúng rồi. Nếu mà con không làm như cha nói là có vẻ mọi thứ nó sẽ khác đấy. Chúng ta ổn rồi mà. Không sao. Bây giờ chúng ta về nhà nhá. Mẹ con muốn mua một cái nông trại cho nhà mình đấy. Gọi là cái gì nhỉ? Tên là gì? Beaches Hope. Beaches Hope. Ở chỗ Blackwater. Us own the ranch? I don't know. I can see you as a rancher's boy. Like Duncan Geddes, huh? I wasn't so sure, but yeah. That kind of life might suit. Khổ thân thằng con đang mẹ. Horses we were cleaning up after was ours, would it? No, it wouldn't. Okay, here we are. Chuyện gì đấy? That was an eventful trip. Rồi, về nhà thôi. Nào, ra chào mẹ con đi. How is the... What? What happened? Chuyện gì xảy ra? Yeah. It's... I don't... We got shot at. Shot at? What happened? Bọn anh bị bắn. Well, we got followed. Bọn anh đã bị theo dõi. Ai theo dõi? Có vẻ ai đó là biết anh. Con trai tôi. Con trai của chúng ta. Thực ra trong cái nhiệm vụ đó chúng ta đi lấy luôn cả cái váy cho vợ. Nhưng mà
trong cái đi kèm cái váy đó là một món quà cho chúng ta. Ôi Arthur, I miss you so much. Bây giờ em phải làm gì hả Arthur? What do I have to do now? Em lạc lối quá, em chả biết làm gì nếu không có anh Arthur ạ. Buồn vãi. Mình nhớ Arthur vãi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Chắc là nhiệm vụ của ông chủ. Hey, I heard we had another incident with the Laramie boys. Ai, chuyện cũng một kẹo sơ sát là tôi đầu tư chỗ này rất nhiều đấy, không chỉ là mảnh đất đâu, cả gia đình tôi nữa, rất là khó giải thích. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để cố gắng giữ cho ngài an toàn. Thế gia đình cậu thế nào rồi? Gia đình em ổn sếp ạ. Chắc là em sẽ về với gia đình của em. À mà quên, vợ sếp hôm trước gạ tình em sếp. Sure, I'm just tired. Anh hơi mệt mỏi tí thôi. Anybody want some more? Ai muốn ăn nữa không? No, I'm good. À thôi. I miss Mr. Pearson. Anh nhớ ông Pearson quá. Such a pig. All right, it's getting late. Trời tối rồi. Đi nghỉ thôi. Good night, Jack. Good night, Mama. Good night, Jack. Good night, Pa. What the fuck cái gì ấy? What was that? What are you doing? Anh làm gì thế? My job, Abigail. Công việc của anh mà, vợ. Lock this door behind me. Khóa cánh cửa này vào. Đừng có mở, trừ khi biết đó là anh. What the fuck is going on? Jim, they got Dickens over by the stables. Oh, Dickens. Ai nhỉ? À, chúng mày định làm loạn à? Ha? Ha? Tuổi. Được. Được. Sao? Thế nào? Chết mạ sủa. Thằng già láo toét. Bọn chúng đã giết ngài Tolbert và lấy cắp hết chỗ gia súc của tôi rồi. Jim đã cứu mạng tôi. I can't believe he thinks he can scare me out of here. Then I guess we're getting your cattle back, I guess we are. Can you go too, Tom? Of course, sir. All right, Jim. I know Jim, tôi biết anh có thể chăm sóc bản thân. Anh hãy lấy súng của mình và đi. Đừng có giả chơi với tôi nữa. Tôi không biết là anh đã từng làm gì. Tôi còn đéo quan tâm tên anh là gì. Đây là vùng đất của cơ hội thứ hai. Anh hãy giúp chúng tôi. What was it? Mr. Getty's cattle was taken. Đám gia súc bị lấy cắp rồi. What are you doing in that thing? Mr. Getty's been real good to us. Ngài Getty đã rất tốt bụng với chúng ta. What are you doing? Anh đang làm gì? My job, Abigail. Anh chỉ đang làm công việc của mình thôi, vợ ạ. Công việc chết tiệt của anh. Let's fucking go. I'll lead the way. Ôi mũ của Arthur nè. Yeah, yeah. Mũ của Arthur này anh em ơi. Nào. Let's get those cattle back, motherfucker. Có phải chỗ sáng sáng kia không? Chắc con mẹ nó chắn rồi. Bọn mày chết với bố, bây giờ bố mày đã có súng rồi. Từ từ bố cầm súng đã. Hầu nào bây giờ. Rồi, lâu không cầm. We'll be better on foot. Okay. If you say so. Nào, xuống ngựa nào. That's the place up ahead. Đấy, chỗ ở trên kia kìa. Bò của anh em mình kìa. Couple guards out front. Một vài thằng lính ở phía trước. Và một vài thằng ở xung quanh. Let's get a closer look. Bây giờ chúng ta hãy đến gần, đi thôi. Yeah, there's plenty of guards. Khá là nhiều lính đấy. Tôi sẽ đi thẳng vào trong. Tom, ông lên kia kiếm cho chúng ta chỗ nấp. Và ép cậu vòng ra.
Được chưa? Tôi sẽ cho hai người vài phút. Nào. Cái đờ cờ mờ chúng mày. Nào. Chúng mày. Bọn mày đến Pronghorn đúng không? Bọn mày xuống được đây thì tao cũng đến được đây. Bọn mày có vẻ cứng nhỉ? Đến nói chuyện với bố mày xem nào. Tao đến đây để chuộc lại mấy con gia súc của tao. Mày thấy bọn tao có bao người không? Nào bây giờ cút ra khỏi đây trước khi mày ăn một viên vào đầu. Bọn mày sẽ phải hối hận. Bọn mày đâu biết bố mày là ai à? Motherfucker! You are fucked! Ngu! Bố láo thằng già. Hồi đây ai nhá? Nào, chơi thôi! Ok, tiếng Dead Eye của John Marston khác ấy. Sướng vãi. Nào. Tao lại tưởng tao có một cái cuộc sống mà nông dân. Cảm ơn chúng mày nhá, đã mang đến cho tao một cuộc sống mà quen thuộc. Thank you motherfuckers. Ui à. Nào chơi, tao hào được bố. Chơi nào. Chúng mày mà ông đòi bắn súng. Nào. Nào ra đây. Tao với mày chơi. Bố láo. Well, có một cái điều thú vị mà anh em đã chỉ ra cho mình, đó là chúng ta đã được nghe giọng của Trevor. Thì mình cũng khá chắc đây là giọng của Trevor trong GTA 5. Có lẽ chăng đây là một cái Easter egg. Nào, đây rồi. Trevor ơi, mày đến nhầm thế giới rồi. I'm sorry my man, you come to a wrong world motherfucker. Được đấy. Thế nào? Chơi. Xem thằng nào cứng hơn. Ai à? Cũng cứng đấy chứ. Thế nào? Mày. You know that woman of yours got the look of a woman ain't had a real ride in her life. She's gotta make do with some piss poor stinking farmhand. Hey, tell her I'll let her in my sheets. Long as she bathes first. Ủa, cái đoạn này giống y hệt phần 1 anh em ạ. Sủa nhiều. Shit. Nào, mũ tao đâu? Lấy bừa một cái mũ đi. The fuck? Đâu mới là mũ của mình nhỉ? Một cái đội tạm vào cho nó oách xà lách vậy. Rồi đi thôi anh em. Về nhà thôi. Ơ thế không mang mấy gia súc gia cầm về à? Epic quá, mãi mới có được một cái tập bắn nhau xả láng như này anh em ạ. Bây giờ chúng ta đã biết rằng là John thì thực sự cũng không hề thua kém Arthur đâu. Mình nghĩ Arthur thì hơn John ở cái đầu. Còn nói về khả năng thì chắc là John thì thậm chí có thể giỏi hơn, bởi vì John Marston vẫn còn trẻ mà anh em.
Arthur thì cũng có tuổi rồi. Thế là lấy được gia súc về rồi ấy hả mấy anh hai? Hey, you're back. You did real well, Mr. Milton. Anh làm hơi bị tốt đấy. Save the whole place. Hóa ra người này cũng có thể đánh nhau. That weren't nothing. Có gì đâu. Oh, you. You saved my life. No need to say nothing, sir. Không phải nói gì đâu thưa ngài. Just doing my job. Tôi chỉ làm công việc của mình thôi. I don't think they'll be back. Tôi không nghĩ là bọn nó sẽ quay trở lại đêm nay đâu. Just in case you stay up. Nói chung là đề phòng thì ép cậu thức đêm nay. Nếu như cậu nghe thấy gì thì bắn súng 3 lần. Bọn tôi sẽ đến. Well said. And thank you, Mr. Milton. Cảm ơn cậu nhé, Milton. Thực sự đấy. Thôi, không sao đâu ngài. Rất vui được hỗ trợ ngài. Cậu đi nghỉ đi. Cảm ơn ngài nha. Woo-ha! What? Gì đây? Nhìn trông ghê thế. What? Cái gì nói mẹ ra đi. Mệt vờ lờ. What choice did I have? Anh làm gì có lựa chọn nào khác? Just answer me that. Em trả lời xem nào. What was I supposed to do? Anh phải làm gì? Hai vợ vợ ơi, con ngủ mẹ luôn. Còn mỗi mình ngồi đây. Game hài vãi lìn. Hey Mr. Jim. Mr. Jim. Hey. There's a telegram messenger for you over there in near the house. There is? Okay. Thanks, Abe. Có thư à? Thư gì à? What do you think he wants? I have no idea. Tôi chả biết. But I doubt someone wants to give me a big pile of money. Để ra xem coi. I see him. Thanks, Abe. Ai đây? Đây là ai? Who the fuck are you? Excuse me, mister. I'm Jim Milton. À, chào ngài. Tôi là Jim Milton. Yes, here. Nào, ngài có thư cho tôi à? Ký vào đây. Thank you. Cảm ơn ngài. Jim, stop. If you're the JM I know. Nếu như cậu là JM mà tôi biết. Sadie Adler. Tôi có một vài thứ muốn nói với cậu. Trả tiền khá là tốt. Hãy gặp tôi tại quán rượu ở Valentine. Hầu hết là tôi ở đó hàng ngày. Sadie Adler. Sadie Adler. Chắc là chết mất. Wow. Nếu như các bạn còn nhớ thì Sadie Adler, một người gọi là một người phụ nữ gọi là có tướng rất là phu thê với Arthur Morgan. Lâu lắm rồi bà mới viết mới nghe tin của bà ấy. Abigail. Vợ ơi. Vợ đâu rồi? Ôi vợ lại viết thư gì đây? Lại đi đâu đây? Darling John, a kind John yêu lady quý. In the village helped me write this. She had men problems of her own, but that's a different story. Listen, I've begged you. Em đã van xin anh, nhưng có vẻ như là không có điều gì khác biệt lắm. Em đã thử tất cả mọi thứ để làm anh. Em yêu anh nhưng em không thể nhìn anh như thế này được. Your decisions. Tất cả những cái quyết định của anh. I got a son. Chúng ta có con rồi. Em rất yêu con nên không thể để con ở gần anh như thế này. Em có rất nhiều giấc mơ. Em hy vọng là anh sẽ thay đổi. Part of you is hellbent on ending up the same way. And I love you too much to watch that. No. Em rất yêu anh nên em không thể nhìn anh thay đổi như thế này. Chán vãi. Ồ, đây là quà vợ tặng cho mình mà. Ai.
gì đây? Where's the wife, Milton? Vợ anh đâu? She's out. Cô ấy đi ra rồi. And the bags. Tôi thấy vợ anh với cả con anh đi với một đống đồ đạc. That don't surprise me. What'd she do? Catch you with a showgirl? I hear about you shooting more fellas over by Strawberry. Just who are you, Jim Milton? Thế cuối cùng anh là ai, Jim Milton? Tôi là một người đã có gia đình rồi. I can handle a gun. Sure. Tôi có thể cầm súng. Just interested, that's all. Ain't nothing interesting unless you find. Chả có gì vui cả. About a man's marriage worthy of your time. Guess not. Sao ông cứ quan tâm đến cuộc sống riêng tư của tôi làm gì nhỉ? Unless you're running off too. I ain't going nowhere. Tôi chả đi đâu đâu. Tôi đến đây để làm việc. Tôi sẽ kiếm tiền và sau đó giúp vợ tôi. Vợ tôi muốn một có một chỗ riêng của cô ấy ở Beecher's Hope. You'll starve. Probably. Keep yourself busy. Take your mind off it. Holy shit. Quay trở về làm việc thôi anh em. Nhưng mà mình phải làm những công việc gì nhỉ? Mình quên mẹ rồi. Để mình xem công việc của mình là gì á. Oh, sửa hàng rào, motherfucker. Cố gắng thôi anh em. Nếu như mà muốn vợ quay về với chúng ta. Nhiều lúc anh em mình phải chiều phụ nữ thôi. Tin mình đi. Nào. Vì vợ, vì vợ, vì vợ. Chưa gì đã một vài tháng sau rồi, nhanh thế. But that's her fault. Hey, you know I was wrong about you. Turned into a fine worker, Jim Milton. Tôi đã đánh giá sai cậu. Cuối cùng cậu lại là một người rất chăm chỉ. Hey, you think I can speak with Mr. Geddes? Ông có nghĩ tôi có thể nói chuyện với ngài Geddes không? No, I'm sure he'd be happy to hear you speak at least. Thank you, Mr. Dickens. Muốn nói thế chuyện với ông chủ à? Nào, vào nhà ông chủ xem có đẹp không nhá. Mẹ, một vài tháng sau râu ria đúng. Tứa lừa hột dừa, tóc thì đúng trông như thằng người rừng vậy. Ông chủ ơi. Ông chủ ơi, mở cửa cho cái. À. Này. Hello anh bạn. Your father in? Can I have a word? Có bố cậu trong này không? I'll just get him. Paul! Hey, I'm right here. What's the problem, Milton? Sorry for the disturbance. Tôi rất xin lỗi vì làm phiền ngài. Vợ tôi chưa gì sáng ra đã khó chịu. Experience I think every man can relate to. In some ways, my wife. Vợ của tôi. Vợ tôi thì lại có vấn đề với vài lựa chọn mà tôi đã đưa ra. Do you believe a man can change, sir? Ngài có tin là đàn ông thay đổi không? Guess I don't know. I've tried to be a good hand. Tôi đã cố để trở thành một người tốt. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Và ngài cũng trả tiền cho tôi rất hậu hĩnh. Có điều là tôi cần phải có một nơi của mình để có thể chứng minh với vợ là tôi đã thay đổi. Nhưng mà tôi lại không có nhiều tiền
But maybe you could go. Tôi rất ngại vay. Put in a good word so they could give me a loan. Ngài có thể ra ngân hàng bảo họ cho tôi vay ít tiền không? Để tôi có thể mua cái chỗ Beecher's Hope. Tôi hiểu mà. Yes, of course, sure. Được, chắc chắn. Tôi rất hân hạnh. Nhưng mà hãy nghe lời khuyên của tôi. Hãy mua thuyền và đi tới Brazil và hãy quên hết tất cả những mọi thứ về gia đình đi. Tôi đùa đấy. Ansel Atherton at the bank. He's a distant cousin. Here's my name. Tell him to ask me direct himself. You'll get what you need. Thank you, sir. À dạ. Có người quen à? You'll get her back. Hay. Thế là ra ngân hàng dùng tên của ông chủ. Thế là sẽ có người quen ở đấy giải quyết hộ mình. Ghê phết. Đủ. Mẹ. Đủ áo da luôn. Ở đâu vậy? Chỗ áo mới luôn. Wow. Trời đủ. Trời. Nó lại ngầu lòi. Nó lại chả ngầu vãi cả lìn. John Marston is back, motherfucker. Mình thực sự mình chưa chơi phần 1 nhưng mà có vẻ như là cái diện mạo của John Marston hiện tại trông khá là giống ở phiên bản phần 1. Ok, hiện tại trước mặt chúng ta có hai nhiệm vụ và mình sẽ không để quá dài ở trong cái tập này. Mình sẽ tạm thời kết thúc cái tập này ở đây và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn ủng hộ mình trong các cái tập trong cái series này. Và nếu như các bạn vẫn muốn mình ra các tập tiếp theo thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết là các bạn thích cái series này và các bạn muốn ra các tập tiếp theo. Các bạn hãy cho mình một like và một subscribe cũng như là một cái bấm vào chuông, bấm vào cái chuông để sau mình ra video cũng các bạn sẽ nhận được thông báo và có thể xem tiếp. Ok, thì mình sẽ tạm thời kết thúc cái tập này ở đây và sẽ gặp lại các bạn ở những tập sau. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và tạm biệt. Mua!